Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền Tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc bên cơ sở đang dừng nhà em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 15 tháng 1 năm 2020, thì tối hôm nay bên cơ sở lan rừng nhà em có một số mặt hàng lan để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Trước tiên là một dòng hoa chơi Tết, đó là những cái cây mai vàng thần tài. Cây mai vàng thần tài này, hàng đang chi chít là nụ luôn cô chú anh chị này, đã được tạo thế bonsai rất là xinh luôn cô chú anh chị. Đó, với những cái cây mai vàng thần tài này thì đã được trồng và ra rễ rất là ổn định rồi. Là cô chú anh chị về chơi hoa và có thể chăm để cho sang năm mình có một cái giò nó cao và đẹp hơn ạ. Và cái vùng mà em nhập cái hàng mai vàng thần tài này thì cái mặt bông rất là to và cánh rất là sáng màu và đẹp ạ. Và những cái chậu mai vàng thần tài này thì nó sẽ rất là hợp khi mà cô chú anh chị đặt trên những cái kệ trong phòng khách. Và một chậu mai vàng thần tài như vậy thì em bán với giá là 280.000 cô chú anh chị nhé, 280.000. Thời điểm bây giờ thì nó chưa có ra bông ạ, chưa có chưa bông, nó cũng đang vừa vừa nhỏ nhỏ xinh xinh như vậy thôi này cô chú anh chị này. Thì chắc là đến Tết thì tầm khoảng là 8-9 ngày nữa thì những cái bông này có thể là sẽ có lác đác vài bông hoa nở. Và trong cái dịp Tết thì mình có thể chơi rất là trọn vẹn những cái cây mai này. Còn bên này là những cái giò sơn thủy tiên. Mỗi một giò sơn thủy tiên hàng chậu nhựa giả gỗ như vậy em bán với giá là 320.000. Hàng này chơi lá, chơi hoa đều rất là tuyệt vời. Còn đây là hàng chậu nhựa bé hơn, em bán với giá là 250.000 ạ. Và bên này là lô kiều tím miền Trung hay là kiều hồng. Hàng hiện tại đang bắt đầu sưng những cái mắt nụ hết rồi cô chú anh chị này. Đó, rất là đẹp luôn. Thời điểm bây giờ hàng này thì thân lùn và thân rất là to đẹp, đã cắt tỉa rất là kỹ rồi. Em bán với giá là 310.000 cho 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Bình thường hàng kiều này sang xuân, sang Tết chắc chắn là sẽ còn đắt hơn rất là nhiều. Tại vì là nó đang chuẩn bị vào mùa hoa mà. Và vào mùa hoa bao giờ cái giá thành của nó cũng sẽ đội lên rất là nhiều luôn. Còn bên này là kiều vàng cô chú anh chị nhé. Kiều vàng cũng đang bắt đầu sưng những cái mắt nụ rồi. Đó, kiều vàng cũng rất là xanh đẹp, rất là nhiều lá, cắt tỉa rất là kỹ rồi. Em bán với giá 170.000 cho 1 kg. Và bên này đây là kim điệp xuân. Kim điệp xuân hàng hiện tại đang căng phình, chuẩn bị cho một cái mùa hoa rực rỡ. Kim điệp xuân thì cô chú anh chị lên giò thì rất là đẹp luôn. Bởi vì dòng kim điệp xuân này nó ra hoa từng chùm vàng mà. Cánh mỏng manh. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 140.000 cho 1 kg nhé. Còn bên này là dòng long tu xuân. Hàng này thì nó không có được dài lắm cô chú anh chị nhé. Không được dài lắm ạ. Rất là thích hợp để cô chú anh chị có thể lấy về làm giống và ghép để được nhiều giò hơn. Em bán với giá là 220.000 cho 1 kg. Bên này em có một phần kiều vuông mỡ gà. Rất là đẹp luôn ạ. Em bán phần này với giá là 110.000. Và phần đùi gà tròn, hàng đang rất là nhiều nụ. Đang có nụ này cô chú anh chị, rất là xanh đẹp luôn ạ. Đó, nhiều thân hoa cắt tỉa kỹ càng như vậy. Phần gà này em bán với giá là 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. Ở đây em có 3 phần ngọc thạch này. 3 phần ngọc thạch, mỗi phần như vậy thoải mái cô chú anh chị ghép một giò quá đẹp luôn. Em bán với giá 65.000 cho một phần. Còn bên này là hoàng thảo vôi bắc. Hoàng thảo vôi bắc hiện tại đang bắt đầu có hoa rồi đấy ạ. Đang có nụ khá là rõ rồi, như thế này có những cây ạ. Và hàng rừng thì bao giờ cũng sẽ có thể gãy cái đầu ngọn một xíu của chú anh chị nhé. Nhưng mà mình vẫn được chơi hoa và làm giống bình thường. Đây là dòng vôi mà thân rất là nù và đẹp luôn của chú anh chị này. Quá là đẹp luôn. Ít có những cái cây vôi mà nó to đẹp như vậy. Em bán vôi bắc, hoa rất là tím này, với giá là 220.000 cho 1 kg. Còn đây là hoàng thảo lụa vàng của chú anh chị này. Nói chung là bên em cũng sắp nghỉ Tết rồi nên là lượng hàng về nó không có nhiều. Mỗi một loại thì cũng chỉ lấy một ít. Lụa vàng thì hoa nó cũng là một trong những cái dòng hoa mà rất là đẹp, hoa bền và đẹp
Em bán hàng hôm nay về rất là đẹp luôn ạ. Em bán với giá 240.000 cho 1 kg. Còn bên này là hạc vị Bắc. Hạc vị Bắc thì hàng năm nay thì cứ như cô chú anh chị, nhiều cô chú anh chị theo dõi ý, nhiều cơ sở bán thì biết rồi, rất là hiếm luôn. Chắc là những cái nhà vườn người ta cho vào vườn quá là nhiều. Bởi vì cho vào vườn những cái hàng này thì phải nói nó siêu lợi nhuận luôn ạ. Hạc vị Bắc em bán với giá là 230.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và đã là hàng hạc vĩ mà lại khai thác trực tiếp ở rừng nữa thì bao giờ cũng có thể có sự gãy dập đầu ngọn là không tránh khỏi ạ. Hàng hiện tại tại đang bắt đầu có nụ hết rồi đấy ạ. 230.000 cho 1 kg. Và bên này là long tu đá hoa tím này. Mỗi một phần long tu đá hoa tím rất là nhiều như thế này. Hàng ngắn và thân mập ú ụ luôn nhé. Em bán mỗi một phần như vậy với giá là 80.000 cho một phần. Được rất là nhiều. Còn đây là những chậu thẻ bài may mắn này. Chậu thẻ bài may mắn. Những chậu thẻ bài này thì em bán với giá là 50.000. Bình thường giá của nó là 80.000 ạ. Hôm nay em sẽ để lại giá là 50.000. Hàng này ngoài mang tính phong thủy, nó còn có tác dụng lọc không khí nhé. Và sang bên này đây là lô kèn hoàng thảo kèn khai thác trực tiếp ở rừng. Hàng hôm nay về quá là tuyệt vời luôn. Đang rất là nhiều nụ đây cô chú ý chị này. Đang quá là nhiều nụ như thế này. Mầm gốc cũng đang lên nhá. Và đã là hàng rừng thì bao giờ cái sức sống của nó cũng sẽ rất là mãnh liệt ạ. Cái khả năng tỷ lệ thuần sẽ rất là cao. Đó, cao hơn so với hàng vườn nhiều nhá cô chú ý chị. Hàng đang chi chít là nụ như thế này. Hoàng thảo kèn rừng. Hôm nay em xin phép được bán với giá là 800.000. 800.000 cho 1 kg của chú anh chị nhé. Và đã là hàng kèn rừng thì nói chung là nó cũng có cái sự gãy dập đầu ngọn một xíu này. Rồi là sẽ có thân 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 già và kèm theo thân tơ, kèm theo một vài thân già nhé của chú anh chị. Sang bên này thì em còn có đây một cặp đôi, gồm hai cái loại hoa mà có mặt hoa cực kỳ là đẹp, vừa chơi hoa vừa chơi lá đều đẹp này. Giả hạc ta ly, một cây giả hạc ta ly thân nù và lá tròn đẹp như thế này, và một cặp, một cây giả hạc đắc lây, một chậu giả hạc đắc lây này. Cặp đôi gồm có hai cây đẹp như vậy em bán với giá là 250.000 cô chú anh chị nhé. Bình thường là cái chậu đắc lây này thì giá của nó cũng đã riêng là 130.000 và cây này cũng đã 150.000 rồi. Đó, em bán 250.000 cho cặp này. Và ở đây em có một cái cặp đôi gồm có hai chậu đen đô xuân. Mặt hoa phải nói siêu xinh luôn ạ. Quá là tuyệt vời luôn này cô chú anh chị này. Nó đang ra hoa như vậy này, đẹp ạ. Quá là đẹp luôn. Một cặp đôi gồm có hai chậu đen đô xuân đang hoa và đang mầm như vậy em bán với giá 180.000. Ở đây em có hai cái hình điệp tím của vùng Cao Bằng nhá. Hình số 1 với giá 490.000 này. 490.000, điệp tím vùng Cao Bằng được coi là một cái vùng miền mà có mặt hoa rất là đẹp luôn. Hình số 2 với giá là 480.000 ạ. Đó. Hai dề điệp tím rất là đẹp này, mỗi một hình chỉ với giá là hơn 400.000 thôi ạ. Bên này đây em có hai dề kiều tím, hai dề kiều tím mỗi một dề này cô chú anh chị sở hữu sẽ có một mùa hoa rất là rực rỡ luôn. Dề hình số 3. Hình số 3, dề kiều tím số 3 em bán với giá là 450.000 nhé. 450.000 cho hình số 3. Hình số 4, cô chú anh chị có thể nhìn thấy là rất là nhiều thân hoa. Một dề kiều rất là nhiều thân hoa này cô chú anh chị này. Đấy, giò này mà đến mùa hoa thì thôi rồi ạ. Đẹp tuyệt vời luôn. Cái dề kiều này em xin phép được bán với giá là 500.000. Và ngoài ra thì em còn có một cái số những cái chế phẩm. Một số những cái chế phẩm dành cho lan. Đó là keo liền da Mỹ. Keo liền da Mỹ thì em bán với giá là 50.000. Keo liền da Mỹ Tiến với giá là 30.000. B1 Thái với giá là 40.000. Duy xanh với giá là 60.000 và duy đỏ với giá là 70.000. Đó, duy thì là dòng hàng mà có tác dụng là đánh thức mắt ngủ ạ. Thì em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại bên em đang có ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi clip của bên cơ sở Lan Rừng nhà em. Em xin phép dừng clip ở đây ạ.